Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có dịp gặp ông Lars Risa. Tức ông này tức là một người ứng cử viên trong Quốc hội Na Uy năm 2021, tức là bầu cử sẽ diễn ngày thứ hai này. Thì chúng tôi hôm nay đến gặp ông và sẽ hỏi ông vài câu hỏi về con đường đấu tranh của ông ta, trên đường chính trị của ông ta như thế nào. Dạ. Thì chúng tôi sẽ hỏi trước, tôi sẽ hỏi tiếng Na Uy và ông ta sẽ trả lời tiếng Na Uy, và tôi cố gắng dịch đúng cái tóm tắt cái nghĩa ông ý ông nói. Dạ. Ok. Lars Erik, con đưa Phật thành là ông đại sứ Nô Rù đưa tiền Việt Nam về em đưa mệt tên mẹ vô đăng blè đưa bè hòn là ở Việt Nam là sự sự kết sử đến thị đó. Jeg ble jo kontaktet i Stortinget av en ung vietnamesisk aktivist i Kiu Tran, som ba meg engasjere meg i menneskeretter i Vietnam. På det tidspunktet trodde jeg at situasjonen var ganske bra. Det var det bildet vi hadde av Vietnam. Thì ông được một người cô gái trẻ đấu tranh cho Việt Nam và mời ông đến Việt Nam, thì lúc đó ông cứ nghĩ rằng là Việt Nam là một cái đất nước yên bình, có đầy đủ dân quyền, tự do, nhân chủ. Egentlig på brudd på menneskeretter i Vietnam. Vi så bare at det var blitt markedsøkonomi, og at landet var åpnet opp, og Vesten fikk et inntrykk at det var frihet i Vietnam. Bên Việt Nam nói rất ít về tự do, nhân quyền và dân chủ, nhưng nói về sự tiến triển của kinh tế rất là nhiều, và những sự và cái bằng hợp tác giữa Việt Nam và thế giới rất là nhiều. Så reiste jeg til Vietnam sammen med to andre personer og hadde da en plan om å møte toppleder for Vietnams 50 millioner buddhister den gangen, Thich Quang Do, og Fader Nguyen Phan Ly, som var en kjent katolsk prest. Og det er jo på det tidspunktet var det jo 8 millioner katolikker i Vietnam. Og når vi kjente til at kommunistpartiet hadde ca. 2 millioner medlemmer, så skjønte vi at det er de to mektigste personene i Vietnam som jeg skulle få møte. Ông nói là khi ông đi đến Việt Nam với lại hai người nữa, là ông có chương trình ông gặp người dẫn đứng đầu về Phật giáo là ông Thích Quảng Độ. Lúc đó là có khoảng 50 triệu Phật tử ở Việt Nam, và muốn gặp ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Lúc đó là ông dẫn đầu cho khoảng 8 triệu người dân Công giáo ở Việt Nam. Nhưng mà ông được hiểu rằng là Cộng sản thì lúc đó chỉ có 2 triệu dân Cộng sản thôi. Thì ông hiểu có cái chuyện gì đó xảy ra với tôn giáo bên Việt Nam và với lại chính quyền Cộng sản bên Việt Nam. Det var jo fantastisk å møte Thich Quang Do. Og si at på tross at han var i husarrest, så var han full av håp og glede og tro på Vietnams framtid. Så det var imponerende å møte ham. Vi visste at han var holdt i husarrest. Han fikk ikke lov for eksempel å hjelpe flomofferet, for da var myndighetene redd for at han skulle bli for populær. Ông được đón tiếp nồng hậu của ông Thích Quảng Độ, và ông Thích Quảng Độ rất là vui mừng và có một cái niềm tin hy vọng. Nhắc đó là lúc ông này gặp ông Thích Quảng Độ là ông Thích Quảng Độ đang bị nhốt ở trong nhà bởi tụi công an cô lập ông ta. Thì
ông rất là cảm thấy kiểu bằng trong lòng hơi sợ hãi, rất sợ hãi, tại vì ông thấy có công an theo dõi, có những người mà đi theo dõi, mặc dù ông chỉ dùng 2-3 tiếng đồng hồ để mà nói chuyện với ông Thích Văn Độ, nhưng mà vẫn có người đi xung quanh theo dõi cuộc đàm thoại giữa ông và sự gặp mặt của ông. Vi reiste til Hue-provinsen etterpå for å møte fader Nguyen Van Ly. Og det var jo strengt bevokset område, så når vi kom frem til kirken hvor han var, så var det 600 mennesker inne i kirken, men det var veldig mange agenter rundt der, og det var jo en stor politistasjon like ved. Ông nói là sau đó thì ông cũng bị công an nó bắt ông và nó chở ông đi nhiều chỗ, nhưng mà cái lúc đó công an nó không có lấy cái điện thoại của ông ta, nhưng mà khi mà ông ta cầm điện thoại thì ông cũng không có một cái tín hiệu vào cái điện thoại để mà ông được gọi, nhưng mà cuối cùng ông tìm ra một cái tín hiệu ở một chỗ hẻo lánh nào đó, thì ông gọi được cho người bộ ngoại giao của Na Uy. Og da kunne vi ringe til utenriksdepartementet hjemme i Oslo, og da gikk det ikke så veldig mange timer før vi kom ut og ble fløyet hjem. Ja. Thì sau đó là cũng vài tiếng sau thì ông liên lạc được bộ ngoại giao của Na Uy, và khoảng sau vài tiếng sau thì ông đã bị công an kêu bằng chở ông ta đến thẳng sân bay và để bay về lại Na Uy. Noe veldig betydningsfullt. Vi fikk oppleve hvordan er livet for Vietnams folk. Bare på 2-3 dager hadde vi opplevd bare bitte lite grann. Men da begynte jeg å skjønne hvordan det vietnamesiske folk har det hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned, hvert år, i mange, mange år. Så må vi leve under et undertrykkende regime som ikke gir de mest grunnleggende menneskeretter, som vi tar som en selvfølge her i Norge. Dù ông đã ở Việt Nam vài ngày và ông đã cảm thấy ông đã nhận thấy cái sự kềm kẹp của chính quyền Việt Nam, của công an đối với ông, thì ông mới hiểu rằng cái người Việt Nam chúng ta đang sống dưới sự đàn áp của cộng sản, không những là một ngày mà tuần và tháng và năm, và năm này qua năm nọ bị mất tự do cái nhân quyền. Og vi kom trygt ut og fikk ikke noen store konsekvenser for oss, men dette er nå 20 år siden, og vi kan ikke se noen stor endring i regimet, eller det er jo egentlig verre nå for befolkningen i Vietnam enn det var for 20 år siden. Og her må vi gjøre noe. Thì ông nói là cái lần đó thì ông được an toàn về lại Na Uy. Nhưng mà ông cảm thấy sau 20 năm rồi Việt Nam vẫn không có một cái sự thay đổi. Thì lúc đó ông mới hiểu rằng bây giờ chúng ta ở Na Uy nên làm một cái gì đó để mà đấu tranh cho Việt Nam. Sơn hỏi rằng là ông ta có biết cái sự quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, Cộng sản Việt Nam hiện giờ như thế nào không? Và ông có hiểu rằng Việt Nam hiện giờ đang bị Trung Quốc chèn ép như thế nào không? Trist å si at verden sitter stille og ser på at Kina har lyst til å overta Vietnam. Vi har sett gjennom mange år at Kina forsøker å utfordre grensene i Sør-Kina-havet ved at de presser ut vietnamesiske fiskebåter og kjører inn kinesiske fiskebåter i stedet.
Dessuten forsøker Kina å ta kontroll på øyene i Sør-Kina-havet. Ja. Ông nói là ông rất tiếc, rất là buồn là cả thế giới vẫn thấy và nhìn Việt Nam đang bị sự chèn ép của Trung Quốc là bằng cách là họ muốn chiếm Việt Nam và họ chiếm cả một cái biển Đông của Việt Nam. Điển hình là họ lấy đảo của Việt Nam và họ xua đuổi những ngư dân của Việt Nam không có quyền đi đánh cá ở trong hải phận Việt Nam. Và det betyder att mens hele det vietnamesiske samfunnet nå har oppholdt seg her i Norge i snart 50 år, mellom 40 og 50 år, de som har vært her lengst, så har Vietnams kommunistparti langsomt gitt fra seg nasjonalrikdommene til Kina. Gần 50 năm rồi, người Việt sống lưu vong ở hải ngoại, nói chung và ở Na Uy nói riêng. Và ông cảm thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đã dần dần tự dâng rừng vàng biển bạc của Việt Nam cho Trung Quốc. Kina har utøvd et betydelig press på Vietnam, men de har innimellom også hatt et nokså lett spill, for de har et grep på lederne av kommunistpartiet i Vietnam. Og dessuten så er i veldig mange topposisjoner i administrasjonen i Hanoi, der sitter det kinesere som snakker vietnamesisk, men Kina har langsomt fått mer og mer over kontroll over administrasjonen, og også politikerne i diktaturet Vietnam. Một mặt là Trung Quốc nó chèn ép đất nước Việt Nam, và một mặt nữa là nó đã nắm đầu tất cả những cán bộ cao cấp Cộng sản của Việt Nam để làm việc cho Trung Quốc, và ông thấy rằng có nhiều cán bộ của người Việt Nam nói rất là rành tiếng Việt, mà cái đó mình không biết đó là người Trung Quốc hay là cái đó mình chưa biết được, nhưng mà có đã nhiều người lần người ta nghĩ rằng đây là người Trung Quốc đã trà trộn vào cái ban lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Det viktigste er de enorme olje- og gassressursene i Sør-Kina-havet. Og resultatet av at Kina får mer og mer kontroll der, det er jo at Vietnams 100 millioner innbyggere vil leve i fortsatt fattigdom. Egentlig er Vietnam et rikt land, men gjennom kommunistpartiets handlinger så blir de et fattig land. 100 triệu người Việt Nam chúng ta đã thực ra là được sống trong một cái đất nước có dầu, có cá, có tất cả tài nguyên, có đầy đủ tài nguyên, nhưng mà những người Việt Nam vẫn sống nghèo cũng tại vì người Trung Quốc đang cứ bằng muốn thôn tính Việt Nam. Norge har nylig fått en plass i FNs sikkerhetsråd, og Norge burde bruke denne plassen til å kjempe for menneskeretter, og eksempelvis få kalt inn til en ekstra sesjon i FNs menneskerettskommisjon i Genève, og sette søkelyset på hvordan Kina langsomt overtar kontroll over Vietnam, og fratar det vietnamesiske folket deres menneskeretter. Du kjenner Vietnam som andre land ble rammet hardt av Wuhan-pandemi. Mm. Dette er i fjerde bølge. Ja. Ja. Det har vært mye snakk om hvordan vietnamesisk regjering håndterer dårlig i landet på grunn av korrupsjon, særlig om vaksinen i Vietnam.
Forstår du hvordan vietnamesere blir skuffet over og fortvilet pga. dårlig styring av kommunister i landet? Det er veldig trist å se at kommunistene i Vietnam ikke prioriterer kampen mot covid-19, og ser ut som at de ikke bryr seg så veldig mye om folket. Når de fikk den første forsendelsen av Pfizer og Moderna vaksiner, som var en veldig liten forsendelse, så prioriterte de alle toppene i kommunistpartiet som fikk vaksine. Og så fikk de en stor forsendelse av en litt mindre effektiv vaksine fra Kina, og den begynte de da å vaksinere befolkningen med. Men den er såpass lite effektiv at myndighetene valgte å sperre inne de som fikk den vaksinen. Ông rất là cảm thấy buồn và rất tiếc rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam không có quan tâm đến cái sự dịch bệnh ở bên Việt Nam và quan tâm đến người dân Việt Nam. Nhưng khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam được nhận sự hỗ trợ về thuốc chủng ngừa ở bên Mỹ, nhất là Pfizer hay Moderna, là những cái loại thuốc rất có hiệu quả cao, nhưng họ dùng những cái thuốc đó họ chích cho những người bên cho chính quyền trong chính quyền cộng sản, và ngược lại khi mà họ nhận mua hay là nhận hỗ trợ của Trung Quốc những cái thuốc mà không có hiệu quả tốt thì họ lại ép những cái loại thuốc đó chích cho người dân thường Việt Nam. Nếu người ta không chịu chích thì họ sẽ bị nhốt ở trong nhà, không cho ra được. Og resultatet av at folk blir sperret inne, det er jo at de får ikke mat. Så det er faktisk slik at sulten brer seg nå i Vietnam, og det er jo nylig kommet ut meldinger om at veldig mange vietnamesere kan så vidt spise litt ris nå bare med fiskesaus, og de har ikke det engang. Så nå er det sulten som preger Vietnam, og det er en veldig dramatisk situasjon som Norge bør ta opp øyeblikkelig. Bây giờ cái tình trạng, cái kết quả của cộng sản điều hành đất nước như vậy thì làm cho cái người Việt Nam bị nhốt trong nhà, không được ra đường. Thứ nhất là đi mua thức ăn, đi cung cấp thức ăn, hoặc là không được đi làm. Thì bây giờ ông thấy rõ ràng thực ra Việt Nam bị cái nạn đói nhiều hơn là cái bệnh dịch. Og det er klart, saken blir ikke bedre av at Vietnams regjering lyver til Verdens helseorganisasjon om hvor hardt de er rammet. Så de lyver om hvor mange som er smittet, og de lyver om antall døde. Så det har de felles med noen andre diktaturer, at de reduserer tallene veldig, så de er sannsynligvis 4 eller 5 ganger så høye som det vi kan lese i statistikken. Thì ông nói ông thấy rõ ràng là việc chính quyền Việt Nam đó họ có sự dối trá nói lên với lại WHO là Việt Nam đang bị bệnh dịch nặng và chừng số người bị nhiễm và chừng số người bị chết vì dịch bệnh, thì ông có thể nghĩ rằng cái này là nhân lên là gấp 5-6 lần như vậy. Vid hjälp från världssamfundet, hvis de hade ropt ett varsko från myndigheterna och sagt hur allvarlig situationen är, då kunde andra land strömma till och hjälpt, så att man fick bättre hälsouppföljning och självklart mer vacciner. Men när Vietnam lyver om hur allvarligt problemet är, då är det befolkningen som rammas. Việt Nam là đáng lẽ nên thật thà nói sự thật, cái bệnh dịch nó nặng đối với nước Việt Nam như thế nào, thì lúc đó xã hội trên thế giới họ sẽ cùng nhau giúp Việt Nam tiếp tế nhiều tốt hơn.
Nhưng mà thật ra ngược lại là họ lại nói láo rất là nhiều cho xã hội quốc tế. Due to fraudulent activity, due to one of candidates in supporting president in 2020, và được cấp tin nó vì nam mẹ sẽ xong kinh nó stem mà phổ đáy vinh kênh phải lấy và đi vinh đuôi phó xét tổ dược và mẹ mẹ nó sẽ hẹn còn xì vịt của Việt Nam sẽ Sơn có hỏi ông là nó là bây giờ ông đứng cho một trong những người ứng cử của quốc hội cho đảng Cơ đốc giáo thì Sơn có hỏi thông điệp của ông đến cho những người Việt Nam sống ở Na Uy tại sao họ nên là bầu chọn ông, và Sơn có hỏi là ông sẽ tiếp tục làm những việc gì cho nhân loại. Jeg var jo ferdig på Stortinget i 2005, så det faktisk 16 år siden. Så derfor var det jo litt overraskende for meg at jeg ble satt opp på listen til Oslo Kristelig Folkeparti i år. Og det betyr at det går an å stemme på meg søndag og mandag her i Oslo. Så det er litt spennende å være med igjen i politikken. Og det som jeg brenner for, er jo menneskeretter og demokrati. Og med tanke på våre vietnamesere som nå er blitt norske, og som bor her i Norge, så tror jeg at det er på tide at vietnamesere i Norge opplever at norske myndigheter begynner å bry seg mye mer om situasjonen i Vietnam som de flyktet fra. Nói là lần cuối ông làm cho trong quốc hội của Na Uy là năm 2005, và ông rất là ngạc nhiên lần này là Cơ đốc giáo, đảng Cơ đốc giáo ở tại Oslo đưa ông vào một cái list để mà ông để làm ứng cử viên cho cái quốc hội kỳ này. Thì ông nói với người Việt Nam rằng là người Việt Nam nên là bầu chọn ông, thì ông nghĩ rằng bây giờ xã hội Na Uy nên xem xét lại, suy nghĩ về vấn đề tiếp tục đấu tranh dân chủ, dân quyền, tự do cho đất nước Việt Nam. Forfatter som heter Arnfinn Øverland, som skrev en gang 'Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv'. Her i Norge sier de at vi tåler veldig godt den uretten som rammer den vietnamesiske befolkning. Men nå har Norge en unik mulighet til å sette ting på dagsorden internasjonalt. Vi er medlem av Sikkerhetsrådet. Vi har muligheter til å ta opp saker i menneskerettskommisjonen i Genève. Og jeg mener at Norge må bruke sin unike posisjon til å sette søkelyset på Vietnam og de rettighetene man har der, eller mangel på menneskeretter, demokrati og frihet. Og så mener jeg at Norge må også bruke sin økonomiske makt, både til å innføre sanksjoner, men også sette i gang hjelpeprogrammer for det vietnamesiske folk, for akkurat nå er det en dramatisk situasjon. Og Vietnam trenger hjelp, både når det gjelder korona og når det gjelder sulten som har rammet Vietnam nå. Nhớ hết ông nói gì. Lúc đầu thì ông nói đại khái là ở Na Uy có một người tác giả viết về cái sự sợ hãi, và cái sự sợ hãi đó là phải mình phải tự vượt qua thì mình mới mới có thể đấu tranh được cho mình. Và ông nói rằng là người hiện giờ Na Uy đang có một cái chân đứng trong cái bảo bảo an của nền quốc tế, thì nên dùng cái đó
làm một cái cân nhấn mạnh về đấu tranh nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam. Nhất là bây giờ về đại dịch thì Việt Nam đang bị đói. Vietnamesere nå i Norge at det gode muligheter til å få sin røst hørt, og det kan man jo gjøre gjennom valg. At vietnameserne kan markere seg, det en politisk kraft, og det viktig at den blir hørt. Giờ đó là người Việt sống ở Na Uy này á, là quan đó là cái điều điểm quan trọng nhất là phải, ý ông nói là bầu chọn ổng để mà để cái tiếng nói của người Việt Nam chúng ta càng mạnh qua con đường chính trị. Ông muốn đọc vài câu tiếng Việt cho chúng ta nghe. Thì sau khi ông đọc thì Sơn sẽ đọc lại rõ ràng cho người nghe. Mesisk. Thôi là lão sư Lisa. Thôi vắng. Tích tông. Tăng tăng trọng. Tăng yang yang trọng. Chào. Vã yang quỳnh. Cho Việt Nam. Ông đã cố gắng học tiếng Việt mà ông muốn nói ra, thì như các bạn đã nghe ông nói chắc cũng hiểu sơ sơ, thì Sơn có thể đọc lại rõ ràng hơn. Nguyên văn là: tôi là Lars Lisa, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Nei, da har jeg lyst til å si at det jo veldig viktig å bruke stemmeretten. Og jeg tror det utrolig mange av de verdier som KrF står for, som vietnamesere deler. Og vi har nevnt de viktigste her. Og jeg har opplevd tidligere veldig sterk støtte fra det vietnamesiske samfunn. Og jeg håper at det blir mulig igjen på søndag og mandag. Ở đây có cái quyền bầu cử và nên bầu chọn ông cũng là một cái người đứng cho đảng Cơ Đốc giáo ở Na Uy, tại vì cái đảng này nó có những cái giá trị chung mà người Việt Nam chúng ta cùng chia sẻ và tiếp sức, cho nên ông mong muốn rằng người Việt Nam nên dùng bầu chọn ổng vào ngày mai và ngày thứ hai này. Đã xin hết. Nếu bạn đi vào nơi mà bầu cử á, thì bạn có thể lấy cái tờ giấy bầu cử của đảng Cơ Đốc giáo, tức là Christelijk Folkeparti, thì bạn thấy một cái list của những người, thì ông này ổng đứng hàng thứ 8. Thì bạn trong kế bên đó nó có một cái ô vuông nhỏ, thì bạn có thể ghi vào cái ô vuông đó là số 1, và cái người đầu tiên của cái list đó thì bạn có thể ghi vào số 8. Thì Sơn sẽ kèm theo cái tấm hình, bạn sẽ làm như thế nào?